Các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo của mình. Bây giờ mình đang ở một con suối. Suối này thì không có sâu lắm. Cái tuyến này cái sinh cảnh rất là dễ để tìm các loại rắn. Hy vọng là tối hôm nay sẽ tìm được một số các loại rắn đẹp để giới thiệu cho các bạn coi. Bây giờ rất là khuya và rất là lạnh. Nói chung thời tiết hôm nay thì mình cũng rất là ưng ý. Đây này, nước nó sẽ chảy sắp 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 như thế này này. Thì những con suối mà bằng bằng như thế này đi rất là dễ để soi rắn nha các bạn. Bên trên này nó sẽ có những cái bụi dây leo rất là chằng chịt. Thì cái sinh cảnh như thế này này, thường nếu mà may mắn thì các bạn sẽ gặp được hổ chúa. Tại vì hổ chúa thì thường sẽ ngủ ở trên các cái bụi dây leo, bụi tre hoặc là các cái bụi cây mà nó nằm phía bên trên mặt nước ấy. Thì cái sinh cảnh của rắn hổ chúa thì nó sẽ có cả nước, có cả cây bụi như vậy. Wow. Cái lens, cái ống kính của mình nó không có được rộng lắm nên là các bạn không thấy hết được cái sinh cảnh ở xung quanh đây. Chứ nếu mà các bạn mà thấy được hết cái góc rộng thì nó sẽ rất là đẹp. Đây. Cái tuyến này thì hơi hơi cực, hơi phải luồn lách chút xíu nhưng mà nó đã. Này các bạn coi này, ở đây có một bụi gai mây này. Nếu mà các bạn mà đi vào trong rừng mà dính gai mây là các bạn chỉ có cho các bạn coi gai mây nó đâm tua tủa như thế nào nha. Đó, gai mây, ngọn của các ngọn mây nó sẽ có những cái dây, có những cái tay, có những cái gai mà xốc ngược lại á. Nè, nguyên một bụi mây to vật vã, mệt quá. Đây các bạn thấy gai ghê không? Trước đây ấy thì chủ rừng có cho người dân khai thác mây hoặc là tre để mà tạo cái sinh kế cho người dân, nhưng mà sau này khi mà người dân đã có công ăn việc làm ổn định rồi ấy, thì khu bảo tồn, các cái khu bảo tồn và vườn quốc gia thì không còn cho khai thác các cái loại mây tre nứa nữa. Bây giờ thì sẽ có một số các cái chính sách khác, tùy vào cái địa phương thì sẽ cho trồng các cái loại cây ăn trái hoặc là chuối hoặc là nói chung là các cái khu vực mà tại cái địa phương đấy có cái loại cây gì mà có thể canh tác được song song cùng với cái việc bảo tồn thì sẽ tạo điều kiện để mà nuôi trồng. Ai, cũng hơi mệt rồi ha, cái máy quay của mình nó cũng hơi nặng. Okay. Đoàn thì đi đằng trước còn mình thì đi đằng sau. Ok, để lát nữa gặp rắn thì sẽ quay cho các bạn coi ha. Thường các bạn hay nhắc đến một cái loài rắn mà không có ở Việt Nam, đó là rắn hổ lục Gabum. Thì thực ra các bạn biết tại sao không? Tức là khi mà một số đài chính thống họ nói về một cái tin gì đấy thì họ thường nghĩ ra một cái tên hoặc là người ta làm cho cái chủ đề đó nó nổi bật lên á. Thì thực ra là cái tên đó nó là một cái tên mà nó không phải là tên mà dịch từ tiếng Anh sang, mà nó là một cái tên mà của người Việt Nam nghĩ ra cho một con rắn không có ở Việt Nam luôn đó các bạn. Cái đó nó rất là lạ. Ít ít ở đâu có cái chuyện đó lắm. Còn cái loài rắn mà được giới thiệu ở trong cái nội dung đó đó thì đó là một cái loài rắn lục mà sống ở châu Phi, thì nó có tên tiếng Anh là Gabum viper, tức là nó là một cái loài rắn 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 lục Gabum thôi, gọi đơn thuần là vậy thôi. Đã là rắn lục thì không thể là rắn hổ được. Vậy mà người ta lại nghĩ ra một cái tên là rắn hổ lục Gabum, tức là lục với hổ đứng cùng với nhau luôn. Thì cái này nó rất là lạ. Quên cái con rắn hổ lục Gabum của các bạn hay xem trên tivi đi. Ở Việt Nam có một loài rắn cũng số má không kém như cái loài rắn đó luôn. Cái loài rắn này sống ở hai cái tỉnh giáp biên, đó là tỉnh Hà Giang và Yên Bái. Thì đây là một cái loài rắn lục lớn nhất và là một loài rắn lục độc nhất ở Việt Nam. Thì cái tình trạng nhiễm độc nó cũng giống như là con rắn hổ bướm hôm trước mình quay mình giới thiệu cho các bạn coi đó. Thì cái tình trạng mà đông máu nội mạch lan tỏa thì cái tình trạng đó nó diễn ra
cũng giống như là cái loài rắn kia, nhưng mà nó diễn tiến rất là nặng, vì mỗi lần mà cái loài này cắn ấy, cho ra hơn 1 ml nọc độc, thì đối với cái số lượng nọc độc như vậy ấy, với cái độc lực như vậy ấy, thì cơ thể sẽ bị diễn tiến rất là nặng. Thì cái loài rắn này ấy, nó chỉ phân bố ở phía Bắc Việt Nam thôi. Nếu mà các bạn mà nhìn kỹ cái hoa văn ở trên cơ thể con rắn này thì các bạn có thể nhầm lẫn với rắn chằm quạp, nhưng mà hai cái kích thước của hai con rắn này thì nó hoàn toàn nó khác nhau. Rắn chằm quạp thì cái trọng lượng tối đa của một con rắn chằm quạp nó chỉ đạt được khoảng tầm 4 đến 500 gram trong điều kiện tự nhiên thôi. Còn đối với một con rắn lục mũi hách này á, thì cái trọng lượng tối đa nó có thể đạt tới 6 kg ở trong điều kiện tự nhiên. Thì đây là một cái kích thước rất là kinh khủng ha. Theo cái thống kê của mình thì cứ 1 kg thì nó sẽ cho ra 1 ml độc. Vì vậy nên là đối với một con rắn khoảng 6 kg ấy, thì nó sẽ cho ra khoảng tầm 5 cho đến 6 ml nọc độc. Thì đối với cái độc lực của cái loài này á, và với cái số lượng nọc độc mỗi lần tiêm ra như vậy thì cái tỷ lệ tử vong xảy ra đối với cái loài rắn này nó rất là cao. Vì vậy nên là ở trong tiếng Anh á, thì cái tên của cái loài này nó cũng nói lên cái mức độ nguy hiểm của cái loài này luôn. Đó là rắn trăm bước. Thì đây là một cái loài rắn mà phân bố ở Đài Loan này, Việt Nam, Trung Quốc. Hình như là ở Lào cũng có loài này, nhưng mà thường thì nó sẽ phân bố từ mạn giáp biên phía Bắc hấp sang phía Trung Quốc và đổ sang bên phía Đài Loan, Hồng Kông. Thì đây là một cái loài rắn mà tuyệt đẹp luôn. Thường thì cái loài này sẽ đạt cái kích thước trưởng thành ở cái trọng lượng khoảng tầm từ 1,5 kg cho đến 2 kg. Thì ở trong tự nhiên các bạn sẽ để ý thì nó sẽ nằm ở một cái tư thế mà rất là khác so với rắn chằm quạp luôn. Chằm quạp thì nó sẽ nằm và nó kê cái đầu và nó chờ, còn con này thì nó sẽ thu mình vào, trở về cái tư thế chuẩn bị tấn công như thế này. Đây là một cái loài rắn mà cực kỳ đẹp luôn. Như các bạn thấy thì nó có một cái đặc điểm rất là đặc trưng, đó là cái mũi nhô lên rất là cao. Đây là một con rắn rất là hoàn hảo. Để mình quay cận lại cho các bạn xem. Con rắn này vừa mới lột xong nên là cái màu sắc trên cơ thể nó rất là đẹp luôn. Và cái loài này nó có một cái đặc điểm khác nữa là cái vảy ở trên lưng á, nó sẽ có một cái gồ cao lên và nó sắc đến mức mà khi mà các bạn chạm vào nó cảm giác giống như là các bạn đang chạm vào những cái gai nhỏ vậy đó. Cái loại rắn này thì nó sẽ khoang xuống tận cái phần phía dưới bụng luôn. Để mình móc con rắn lên để cho các bạn xem cái phần bụng của con rắn này. Và cái loài này phì còn lớn hơn hổ mang nữa. Cho các bạn coi này, các cái sọc nó sẽ sọc từ lưng mà xuống đến phần bụng và sọc ngang hết bụng luôn. Thì đây là một con rắn đực trưởng thành rồi. Kích thước của con rắn này khoảng tầm hơn 2 kg. Đây là một con rắn rất là bự. Khi mà mình dùng cái móc mình móc á, thì các cái gai ở trên trên cơ thể con rắn này nó cọ vào cái thanh sắt của cái móc á. Và mình nghe thấy cái tiếng mà gai nó cọ vào trong cái sắt luôn các bạn. Khi mà chạm vào cái da của con rắn này thì mình có cái cảm giác nó như là giấy nhám vậy đó. Nó thô và nó ráp như vậy đó các bạn. Đẹp quá. Thường thì ở trong tự nhiên thì đây là cái màu mà màu điển hình này các bạn. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái màu nâu, nâu đỏ. Có một số con thì cái màu nó sẽ nhạt hơn và nó đẹp hơn. Nhưng mà ở trong tự nhiên thì cái màu này là cái màu mà hay gặp. Ở Việt Nam hiện tại thì không có huyết thanh của loài này ha. Nếu mà các bạn mà bị loài này cắn thì vẫn đưa đi bệnh viện để được điều trị hỗ trợ. Nhưng mà cái tỷ lệ tử vong đối với cái loài này thì nó cũng rất là cao. Vì vậy nên là nếu mà các bạn ở khu vực phía Bắc ấy, Lào Cai, Hà Giang hay là Yên Bái ấy, nếu mà các bạn đang làm việc ở trên các cái khu vực mà trồng các cái bụi thảo quả thì các bạn sẽ phải để ý xem là cái loài này nó có sống ở xung quanh đấy không ha. Tại vì là một số người đồng bào ở cái vùng mà trồng nhiều thảo quả thì đã bị tai nạn đối với cái loài này rồi. Và khi mà các cái khung vùng mà trồng thảo quả nó xen kẽ với lại rừng như vậy thì cái điều kiện y tế nó sẽ rất là khó khăn. Nếu mà bị cái loài này cắn thì cái việc mà đưa đến cơ sở y tế gần nhất nó cũng khó khăn nữa. Thành ra là cái việc mà
tai nạn đối với cái loài này xảy ra nó rất là nghiêm trọng. Vì vậy nên là mọi người nên phòng tránh. Chứ hiện tại Việt Nam thì cũng chưa có huyết thanh. Hiện tại thì chỉ có Đài Loan này, Trung Quốc có huyết thanh của loại này, nhưng mà vì cái tỷ lệ cắn nó xảy ra không cao và các cái ca mà bị rắn này cắn thì thường không đưa về thành phố để điều trị, nên là do nhu cầu không có nên Việt Nam cũng không sản xuất ra huyết thanh của rắn lục mũi hách luôn. Còn ở bên Đài Loan ấy, thì mỗi năm chỉ có khoảng tầm 2 cho đến 3 ca bị rắn lục mũi hách cắn thôi, nhưng mà chính phủ thì vẫn sản xuất huyết thanh, tại vì ở bên đó thì như các bạn đã biết thì Đài Loan rất là giàu ha. Thì ngoài cái sứ mệnh sản xuất vaccine, sản xuất huyết thanh thì người ta sẽ sản xuất huyết thanh cho cả những cái loại rắn hiếm hiếm khi mà xảy ra tai nạn với con người nữa. Vậy nên là nếu mà có dịp thì mình sẽ nhập một số huyết thanh của Đài Loan về và mình sẽ tặng cho bệnh viện ở ngoài phía Bắc. Thực ra là mình đã có liên hệ rồi, nhưng mà chưa biết khi nào huyết thanh sẽ về thôi. Ok vậy ha, thì đây là một cái loài rắn mà cực kỳ đẹp, nhưng mà cũng cực kỳ độc. Vì vậy nên là nếu mà có gặp thì các bạn cũng đừng cố gắng bắt ha. Ok vậy ha, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các cái nội dung tiếp theo.